Quản lý truyền thông, Hương Tràm bán xe bán nhà để có tiền sang Mỹ du học. Hương Tràm được fan ra tận sân bay tiễn sang Mỹ, nhưng tuyên bố bất ngờ về việc ngừng hát của nữ ca sĩ mới bất ngờ. Tối 25 tháng 5, Hương Tràm đã có mặt tại sân bay để sang Mỹ thực hiện ước mơ du học. Nữ ca sĩ được người thân và người hâm mộ ra tận sân bay đưa tiễn. Giây phút cuối cùng được gặp gỡ thần tượng, fan đã cùng với Hương Tràm lưu giữ khoảnh khắc thân thiết qua nhiều tấm ảnh. Hương Tràm có mặt tại sân bay sang Mỹ du học. Việc người hâm mộ bất ngờ có mặt tại sân bay khiến Hương Tràm vô cùng xúc động, bởi trước đó nữ ca sĩ không chia sẻ về lịch trình của mình với fan. Nữ ca sĩ chia sẻ, không hiểu sao, không báo giờ bay mà, lần sau không được ra đây đánh úp rồi khóc làm em bối rối như này nữa đâu nhen. Vì sẽ mất một thời gian dài không gặp Hương Tràm, người thân đã gửi đến cô lời chúc đầy yêu thương, không quên tâm sự về việc Hương Tràm quyết định sang Mỹ. Mong em sẽ mang lại nhiều nguồn năng lượng tích cực khi trở về như những kế hoạch mà chúng ta mong muốn. Hỏi Phạm Thị Hương Tràm đi cô ấy buồn không? Buồn chứ, nhưng Tràm đã chuẩn bị hết tâm lý để đối diện. Tại sao lại đi du học khi đang đỉnh cao? Vì đó là ước mơ từ năm 16 tuổi. Chẳng có gì là trễ khi thực hiện giấc mơ, học, học nữa, học mãi. Trong chuyến đi Thái Lan vừa rồi, mình tiếp xúc với bạn bè Tràm. Toàn là du học sinh ở Mỹ và các nước khác về, và Tràm nhìn bạn bè với một ánh mắt khát khao. Năm 16 tuổi, âm nhạc mang đến cho Tràm nhiều thứ và buộc cô phải xoáy vào guồng quay của cơm áo gạo tiền và ước mơ kia gác lại. Chẳng sao cả, 6 năm sau, Tràm đã đủ tự tin để theo đuổi ước mơ của mình. Dòng trạng thái được người thân viết trên trang cá nhân của Hương Tràm. Câu hỏi đi đâu ai cũng hỏi đó là Tràm qua đó học gì, học tiếng Anh và học lái xe nhé mọi người. Không có hai điều đó thì như cụt tay cụt chân. Ở Mỹ dù người ta có thương mình cỡ nào, họ cũng phải lo cho cuộc sống của họ. Ai cũng bận với công việc của họ. Học xong hai thứ căn bản đó, Tràm sẽ công bố trường về nghệ thuật mà cô chọn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất trong dòng trạng thái được chia sẻ trên trang cá nhân của Hương Tràm chính là tuyên bố về sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ. Như đã nói trước đó, Hương Tràm tạm dừng ca hát rời showbiz để thực hiện ước mơ du học Mỹ từ nhỏ của mình. Tuy nhiên, chỉ là cô dừng ca hát tại Việt Nam. Khi sang Mỹ, nếu có show diễn phù hợp, Hương Tràm sẽ nhận lời tham gia. Tiếp theo là việc nghỉ hát. Nghỉ hát là Tràm sẽ không diễn ở Việt Nam, còn sang Mỹ, nếu cuối tuần có show diễn, cô vẫn nhận lời nếu thích hợp. Vì không diễn tiền đâu mà chi tiêu, Tràm không có đại gia cũng chẳng có ai nuôi, cô tự thân vận động, xe đã bán, nhà chung cư cũng bán để chuẩn bị cho cuộc sống ở Mỹ. Nên nếu Tràm có hát ở đâu trên nước Mỹ, mọi người hãy ủng hộ cho em ấy, vì tiền nhà ăn uống trang trải rất đắt đỏ. Dòng trạng thái được chia sẻ trên trang cá nhân của Hương Tràm. Sau du học, khi đã đủ chín chắn và trưởng thành, Hương Tràm sẽ quay trở lại với âm nhạc. Khi đó, dòng ca Em Gái Mưa sẽ mang đến cho người hâm mộ những ca khúc ấn tượng hơn. Dù đã mất rất lâu để nhìn thấy Hương Tràm cất giọng trên sân khấu, nhưng người hâm mộ vẫn sẽ chờ đợi nữ ca sĩ. Hải Băng vừa lên bàn mổ sinh quý tử, Diệp Bảo Ngọc có hành động dạy con đáng nể. Cách cư xử văn minh của Diệp Bảo Ngọc đối với gia đình chồng cũ khiến nhiều người nể phục. Vượt qua những nguy cơ về sức khỏe do việc bầu bì liên tiếp trong thời gian ngắn, Hải Băng vừa trải qua 9 tháng thai kỳ, lần 3 bình an, khỏe mạnh. Hiện tại, nữ ca sĩ đã nhập viện chờ sinh cậu út Kyo trong sự hồi hộp của cả gia đình. Trong những ngày Hải Băng ở viện, ông xã Thành Đạt tạm hoãn mọi công việc để túc trực bên vợ, chờ hộ đẻ. Mới đây, người đẹp bất ngờ đăng tải bức hình được chồng hôn bụng bầu u yếm cùng dòng trạng thái. Bị ra quậy với cả nhà nhé Kyo khiến nhiều khán giả đoán, chắc hẳn thời quý tử thứ ba của cô chào đời đang đến rất gần. Trong một diễn biến khác, vợ cũ của Thành Đạt là nữ diễn viên của hot girl Diệp Bảo Ngọc khi tham gia một chương trình tọa đàm, mới đây đã bày tỏ một số quan điểm khá văn minh hiện đại trong việc dạy con và nhận được sự đồng tình của đông đảo mọi người. Theo đó, người đẹp luôn thể hiện thiện chí trong việc hợp tác với chồng cũ về vấn đề nuôi dạy con chung là bé Kit. Cô không những không ngăn cản quyền làm cha của Thành Đạt mà còn hài lòng với cách anh chăm sóc con trai. Mỗi cuối tuần, Diệp Bảo Ngọc để chồng cũ qua đưa đón bé Kit về nhà thăm nội và chơi đùa cùng em trai em gái. Theo mỹ nhân sinh năm 1993, dù Kit và các em không thường xuyên ở chung nhà và không có cùng 100% huyết thống, nhưng cô vẫn luôn giáo dục, nhắc nhở con phải biết yêu thương kem coi. Và sau này là Kyo, khi càng lớn lên, Kit càng ý thức được việc làm anh của hai em nhỏ. Dù bé và hai em không sống chung cùng một tổ ấm, song tôi luôn chỉ dạy bé. Yêu thương hai em như em ruột, chúng ta không nên gieo rắc vào đầu trẻ nhỏ những suy nghĩ tiêu cực, hãy để chúng được yêu thương san sẻ một cách tự nhiên và tình cảm nhất. Hiện tại, tôi hài lòng về mối quan hệ của con với hai em bé của chồng cũ, người đẹp nói.
khẳng định luôn dạy dỗ con sống chan hòa gắn bó với các em, Diệp Bảo Ngọc được nhiều người nể phục vì tư tưởng hiện đại và cao thượng. Điều đó cũng cho thấy mối quan hệ khá tốt đẹp giữa cô và chồng cũ, cũng như gia đình riêng của anh. Cả ba đều làm tất cả những gì có thể để con trẻ được sống với một mái ấm đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Biến cực căng giữa vụ khắc tiệp Lý Nhã Kỳ về chuyện giữ cái nét của Ngọc Trinh. Vụ khắc tiệp đáp trả Lý Nhã Kỳ, các bạn khác không có nhiều tiền như em nên họ chỉ xuất hiện với tấm vé mời bình thường thôi em. Vụ khắc tiệp nhắn gửi Lý Nhã Kỳ, anh thấy vị trí của em bây giờ không cần phải lên báo để nói về đàn em như vậy. Cứ mỗi lần thảm đỏ cái nét của ai xuất hiện là em lại có cái để nói trên báo, nói đủ các vấn đề không mấy tích cực. Mới đây trong một bài phỏng vấn, Lý Nhã Kỳ cho biết nếu đến cái nét chỉ để tạo chiêu trò thì bất kỳ ai cũng phải trả cái giá đắt hơn tiền bạc, đó là danh dự. Ngay sau đó, trên trang cá nhân của Quách Ngọc Ngoan bất ngờ đăng tải hình ảnh của Ngọc Trinh và bạn gái Phượng Channel để đá xéo cựu diễn viên. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp cũng nhảy vào bình luận, sao cô nhàn, tên thật của Lý Nhã Kỳ vẫn còn ung dung vậy, gần 50 tuổi rồi mà cứ hơn thua ganh tị với đàn em, năm nào nhàn cũng lên báo đã kết một đàn em, sống vậy khổ thế, nói bạn ấy ăn chay đi. Chưa dừng lại ở đó, câu chuyện còn cực kỳ căng thẳng khi Vũ Khắc Tiệp tát thẳng tên Lý Nhã Kỳ để bảo vệ gà cưng Ngọc Trinh. Lý Nhã Kỳ, anh thấy vị trí của em bây giờ không cần phải lên báo để nói về đàn em như vậy. Cứ mỗi lần thảm đỏ canet có ai xuất hiện là em lại có cái để nói trên báo, nói đủ các vấn đề không mấy tích cực. Anh nhớ lần đầu là cô bé Angela Phương Trinh, lần hai là Vũ Ngọc Anh và lần này nữa. Trên tất cả mọi người đều biết em bỏ cả 1 triệu đô tài trợ cho canet để xuất hiện với tư cách của nhà tài trợ. Các bạn khác không có nhiều tiền như em nên họ chỉ xuất hiện với tấm vé mời bình thường thôi em. Ngay cả chương trình anh tổ chức không dính líu gì đến em, mà em còn có cả một cái status dằn mặt mọi người là chương trình này không liên quan gì đến em, có nhất thiết phải vậy không? Thiết nghĩ cuộc sống của ai người đó hưởng, xấu đẹp họ tự gánh, em thấy Ngọc Trinh có bao giờ lên báo nói xấu hay ganh tị với bất cứ ai đâu. Chính vì vậy, anh thấy ông trời thương cho Ngọc Trinh cuộc sống tốt đẹp nhất, xinh đẹp, có tiền và an nhiên. Những điều anh muốn nói mong em có cuộc sống viên mãn và bình an. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên lạc về phía Ngọc Trinh để biết được cảm xúc của cô khi đọc những dòng chia sẻ của Lý Nhã Kỳ, người đẹp Trà Vinh từ chối trả lời. Vũ Khắc Tiệp bị soi từng ngưỡng mộ khen ngợi Lý Nhã Kỳ 5 năm trước, nhưng giờ lại trở mặt. Em rút khỏi showbiz không tham gia các hoạt động giải trí với tư cách là một diễn viên, nhưng em sẽ tham dự show Đêm Hội Chân Dài 8 với tư cách là bạn thân của anh và là một doanh nhân Lý Nhã Kỳ. Em mãi là người mà anh ngưỡng mộ và yêu quý. Những điều em có và làm được luôn làm người khác phải ngạc nhiên. Lớp Lý Nhã Kỳ. Trước đó, Lý Nhã Kỳ Khắc Tiệp từng nhiều lần chụp ảnh thân thiết. Ông bầu Ngọc Trinh còn đến thăm căn biệt thự giác vàng của nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia. Lý Nhã Kỳ không dự canet vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì cuộc sống tựa bà Hoàng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi không thấy Lý Nhã Kỳ, thành viên quen mặt trong canet 2019. Canet 2019 không xuất hiện vẫn khiến nhiều người tiếc nuối, xuất hiện với bộ trang phục đầy phản cảm ngay trong những ngày đầu của liên hoan phim Canet 2019. Ngọc Trinh phải nhận làn sóng phản đối cùng vô vàn lời chế giễu thầm tệ. Bất chợt, người ta lôi nữ hoàng nội y ra làm mục tiêu để so sánh với những tên tuổi đi trước. Và không có gì ngạc nhiên khi Lý Nhã Kỳ sau việc quen mặt tại Canet lại vắng bóng trong năm 2019 này được nhắc đến nhiều hơn cả. Trong nhiều năm từ 2013 khi xuất hiện ở Canet, Lý Nhã Kỳ và ekip của mình luôn có kế hoạch rõ ràng. Thậm chí so với nữ hoàng thảm đỏ Phạm Văn Băng, cô cũng không hề thua kém một phân một ly, dù xuất hiện không vắng bóng tại Canet. Thế nhưng, những bộ cánh lộng lẫy của người từng là đại sứ du lịch liên tục được khơi lại. Là nghệ sĩ tự do với thân hình gợi cảm, hiếm khi nào công chúng thấy cô khoác lên mình những bộ cánh hở hang quá đà. Trả lời về việc không tham dự Canet năm nay, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, dù rất tiếc nuối khi năm nay không thể tham dự liên hoan phim Canet được, nhưng nếu chúng ta sống mà không biết hy sinh cái riêng để được cái chung cho tập thể, thì dù bạn có thành công đến mấy, liệu có ai trân trọng bạn? Hãy biết sống vì cái chung trước, thì tự khắc bạn sẽ có nhiều may mắn thành công hơn khi được mọi người ủng hộ. Tôi tin sự lựa chọn không xuất hiện trên thảm đỏ Canet năm nay vì thiên đường, vì ekip là điều tôi nên làm trong lúc này. Thiên đường là một bộ phim với sự hợp tác của Việt Nam, Hàn Quốc được khởi động vào năm 2018. Tuy nhiên, những sóng gió xảy ra khi bộ phim đã quay được tới 70%, nội dung do nhà sản xuất vỡ nợ, những tưởng mọi thứ đi vào bế tắc
Thế nhưng Lý Nhã Kỳ đã bỏ tiền ra mua lại bộ phim chỉ sau hơn nửa năm. Cô đã mời ekip Hàn Quốc và tài tử Han Se-sik, nam chính của bộ phim, quay trở lại Việt Nam để làm việc. Bộ phim Thiên Đường kể về cuộc sống của Han Se-sik, nam chính, và Lý Nhã Kỳ, nữ chính, gặp nhiều biến cố. Nhưng tất cả đã được hóa giải bằng tình yêu chân chính. Dự kiến, phim sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Cuộc sống xa hoa từ bà Hoàng cùng bạn trai giấu kín 9 năm. Hiện tại Lý Nhã Kỳ đang là bà Hoàng bậc nhất trong giới showbiz Việt. Ở trong biệt thự giác vàng lên tới cả 100 tỷ đồng trong khu dân cư cao cấp Thảo Điền, nơi ven sông Sài Gòn đắt đỏ bậc nhất thành phố. Với lời bật mí của người bạn từng vào tham quan ngôi biệt thự, nơi này đi cả ngày không hết cùng kiến trúc trong nhà được giác vàng chạm trổ tỉ mỉ như tòa lâu đài của hoàng gia thời xưa. Căn biệt thự tòa lâu đài của Lý Nhã Kỳ tại khu dân cư cao cấp Thảo Điền, quận 2. Khu trần nhà và vách tường vô cùng tỉ mỉ được bạn bè trầm trồ khen ngợi khi tới tham quan. Mặt khác, Du Thiền mang thương hiệu Ferratizac, thương hiệu nổi tiếng được nhiều người trên thế giới sở hữu. Nằm neo đậu trên bến sông Sài Gòn, chiếc du thuyền mua từ tháng 12-2016 được Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô mua tới giá lên tới cả triệu đô để phục vụ việc cá nhân chứ không hề có ý định kinh doanh. Tuy nhiên, việc chỉ đắp chiếu không mấy khi sử dụng cũng khiến Lý Nhã Kỳ tốn cả 10.000 đô cho đội bảo trì mỗi tháng. Con thuyền cả triệu đô chỉ sử dụng vài lần của Lý Nhã Kỳ tại bến sông Sài Gòn. Nội thất trên con thuyền sang trọng của Lý Nhã Kỳ. Đặc biệt, trong một vài lần ít ỏi, Lý Nhã Kỳ đã thẳng thắn nói về vấn đề hôn nhân của mình, chuẩn bị trong năm nay. Cô chia sẻ rằng ngoài công việc bận rộn, chuyện tình cảm, bản thân mình có một tình yêu đẹp suốt 9 năm qua và tới thời điểm này, nó đã hoàn toàn chín mùi và nên có một cái kết viên mãn. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà quyến rũ, thế nhưng việc kết hôn không thể chậm trễ hơn được nữa. Lý Nhã Kỳ đã đến lúc phải lo nghĩ về gia đình, mặt khác để cho mẹ yên tâm hơn. Kể về người bạn trai của mình, Lý Nhã Kỳ tỏ ra vô cùng ân ý khi nhắc đến. Dù chưa thực sự công khai, thế nhưng cô cho biết bạn trai mình là người đầm tính, nhỏ hơn 2 tuổi. Lý Nhã Kỳ nói rằng ông bà ta có câu, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Thế nên, đó vẫn là đẹp đôi, không phải là tôi lái máy bay đâu. Tính tôi vốn thuộc tiếp người cổ điển. Tôi thích làm bạn trước, sau đó rồi mới yêu. Cuộc tình của chúng tôi cũng vậy, làm bạn 1 năm, yêu 8 năm, lúc nào không hay. Nếu đàn ông không chủ động thì tôi cũng sẽ không chủ động lại luôn. Tiết lộ thêm về câu chuyện của mình, Lý Nhã Kỳ nói rằng có lẽ mình sẽ kết hôn trong năm nay và chuẩn bị có một buổi chia sẻ với công chúng và báo chí về việc này. Dù kết hôn hay chưa, cô vẫn sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật như hiện tại.